Xin chào mọi người, hôm nay Catherine chia sẻ cách luộc trứng cấp tốc bằng nồi Instant Pot. Có rất nhiều ưu điểm trong việc luộc trứng với nồi Instant Pot. Trứng sẽ chín đều bằng hơi nước mà không cần phải ngâm trứng trong nước như cách truyền thống. Và tổng thời gian là 3 phút nếu muốn trứng hồng đào. Còn muốn chín, thiệt chín thì mình luộc trứng 5 phút. Tiết kiệm được rất là nhiều thời gian. Và trứng sau khi luộc chín với Instant Pot thì nó tróc vỏ rất dễ. Trứng chín đều và không bị nứt. Tuy nhiên đó không phải là tổng thời gian thực tế. Vì nồi Instant Pot cần thời gian để làm nóng để đạt được mức áp suất phù hợp và xả van sau khi nấu xong. Cộng thêm thời gian nấu để tính được thời gian thực tế. Hôm nay mình cũng chia sẻ cách nướng lòng đỏ trứng muối trong nồi chiên không dầu. Rất nhanh gọn và tiện lợi vì không mất thời gian làm nóng lò như cách nướng truyền thống trong lò. Nướng lòng đỏ trứng muối trong air fryer chỉ 10 phút là trứng chín đều rất là ngon. Đây là màu của trứng sau khi nướng trong air fryer được 3 phút. Sau 3 phút nướng với air fryer, lòng đỏ trứng muối có màu vàng cam. Và đây là trứng muối sau khi nướng trong air fryer được 10 phút, thì tất cả số lòng đỏ trứng muối đã chuyển sang màu vàng.
Cho hết lượng trứng muối vào trong air fryer. Sau đó mình sẽ thoa lên trứng một lớp dầu mỏng, rồi nướng trong 10 phút là mình sẽ có trứng muối vừa chín tới ăn rất ngon. Thank you.
Và đây là cách luộc trứng cấp tốc trong nồi Instant Pot, không cần ngâm trứng với nước mà chỉ cần hơi nước. Sắp hết trứng vào trong rác. Cho 2 cúp nước vào nồi. Sau đó cho trứng vào bên trong nồi. Chọn pressure cook for 5 minutes, nấu 5 phút. Phần ben không cần phải điều chỉnh vì nó hoàn toàn tự động với nồi này. Đây là trứng đã luộc xong với Instant Pot trong 5 phút.
Trứng ăn rất ngon và rất dễ lột vỏ.